Dạ xin chào quý vị khán giả kênh Đường Phố Sài Gòn. Hôm nay tôi có dịp mà đi ở khu vực mà đường Nam Hòa thuộc phường Phước Long B, quận 9 cũ, nay là thành phố Thủ Đức. Thì tôi bắt gặp được hình ảnh của một chú bán vé số đi bộ, thấy có vẻ là rất là mệt mỏi. Thật ra thì tôi đã gặp chú nhiều lần rồi và cũng đã mua ủng hộ nhiều lần rồi. Nhưng mà hôm nay thì có duyên lại gặp được chú nữa, thì cũng xin phép chú để ghi hình và chia sẻ đến quý vị khán giả, để quý vị khán giả có duyên mà dịp đi ngang thì nếu mà bắt gặp được chú thì có thể là mua ủng hộ cho chú vài tờ vé số để cho chú bán hết để mau mau về sớm nghỉ ngơi. Không bao giờ mua. Dạ. Thành hai đứa con. Dạ. Cháu vậy đâu. Dạ. Giờ đi mua gì nổi. Dạ. Biết chú đó, chú thuê nhà ở bên Trường Đọ hả? Ừ. À, chú thuê lâu chưa? Lâu rồi. Quê chú ở đâu? Quê ở vùng ngoài mà thì tôi được năm và tôi là năm 21 tuổi đâu. 21 tuổi vào đây rồi. Nhà nước đưa đi. Tôi đi vùng kinh tế mới đó. Dạ, kinh tế mới. Ở Đồng Nai. Đồng Nai mà không phải đồng không phải là tỉnh mà là mãi khu vùng Xuân Ray đấy, Xuyên Mộc Bà Tô đó. Wow, Xuyên Mộc Bà Tô ha, chú là bây giờ nó là Bà Rịa Vũng Tàu rồi, chú. Rồi, tỉnh đây là Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ, ngày trước nó là Đồng Nai. Dạ. Trước là gọi là huyện Xuyên Lộc, giờ là Long Khánh. Dạ. Thế giờ nó trong bắt đầu giờ lên trên này giờ bà con cũng ở bên nó đứng bên đây là ở chỗ chú ở chợ đấy. Dạ. Đông lắm bà con. Dạ. Đó. Rồi chú làm ở đó bao lâu rồi chú mới vô trong Sài Gòn chú làm? Làm bà con đó cũng khoảng gần chục năm. Gần chục năm trong bộ đội là cuộc xuống lòng hồ thủy điện Tri An đi. Làm đó, làm khai thác củi đó. Yeah. Khai thác lòng hồ. Yeah. Bị mất con chân. Yeah. Rồi không nhiều gì nhìn đâu. Thế bây giờ thì giờ nói xấu là thành phố chỉ có cần giờ là chưa đi làm. Còn đi làm bảo vệ, làm thuê, làm mướn, làm mướn. Dạ. Dạ. Rồi chú bán vé số này bao lâu rồi? Chú bán... Bán chắc cũng được 100 năm. Nhiều chú? 100 năm rồi. 5 năm rồi. À 5 năm rồi. 5 năm thì là trước tỷ rưỡi thì chúng cầm được một lần. Còn từ đạo mà lên 2 tỷ thì chúng thì giải nhất là mấy lần. À. Giải 30 triệu á. À chú đã trúng vé số rồi. Ờ chúng bán trúng cho người ta rồi đó. À bán trúng cho người ta rồi. Ừ. Con tưởng đâu chú trúng vé số rồi. Bán cho người ta giải 30 triệu. Chú mấy cha, mấy anh chị em rồi? Ba được ba người con già bà già sinh được 3 người con. Ba dạ không người. Con ý là con cái của chú á. Đứa một đứa hả chú? Ừ. Lên nhiêu tuổi hả? Năm nay tập non cũng hai mấy rồi. Hai mấy hả chú? À vậy là con trai con gái chú? Trai. Con trai cũng đi làm rồi hả chú? Ừ. Thì cháu ở trên đất nghèo khổ như là mà thì mình cũng phải đỡ nó mình chết rồi. Mình phải là con đi làm thôi. À. Lúc mà mình không làm thì mình phải chịu cho con cháu rồi mình còn đi được. Phải đi chú dọc. Một ngày nếu mà nó một ngày một mấy tối là biết bao nhiêu số mà nó. Dạ. Thế giờ bán đây xong rồi là giờ nay thì không có số. Dạ. Lại lý giờ hết số không còn số. Dạ. Bây giờ cái gì này bán được không? Dạ. Yeah. Bắt đầu là giờ không có số một lần là cứ còn đi còn lấy vé này. Dạ. Yeah. Là bán người hải này trên mấy mấy trên các tư thủ đức á. Dạ. Khi cơm á, đừng lấy lợi đó. Dạ. Lấy mãi cho nó cơ. Dạ. Đây là bắt rải cho nó lên cho nó nếu mà còn số lấy một còn sớm mới trong. Dạ. Lấy trong bắt đầu tầm chiều mình một số một mình chiều mình đợi mình lấy vé số bắt đầu mình lấy cái giò mình lại đi bán. Dạ. Yeah. Thưa chú tên gì, chú bao nhiêu tuổi rồi chú? Chú ạ. Dạ. 63 rồi. Chú 63 tuổi rồi. Ừ. Chú tên gì chú? Chú ạ. À? Dạ. Tên là Xuyên. 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 Ừ. Xuyên. Ừ. X. Ừ. Đúng rồi. Xuyên. Dạ. À, dạ chú Xuyên. Ừ. Nay 63 tuổi đi bán. Con dạ, thấy. Bán dạ, rồi. Ừ, bye bye chú nha. Có dịp con gặp chú ha. Đúng rồi. Dạ. Thì đâu ạ? Cứ bán ra cái nào? Bán ra mấy bữa đó là cũng nghỉ Tết rồi. Một mấy nghỉ chú? Chắc có bán vài bữa là nghỉ xong bắt đầu là qua Tết lại đi bán. Qua Tết lại mùng mấy đi bán lại chú? Còn mỗi năm là mùng 6 đi bán. Dạ. Mùng 6. Ngày chú bán bao nhiêu tờ? Không còn ký đâu. Nếu mà không còn ký đủ cái chập này thì bán được. Chập này 500 vé đấy. Dạ. Bình thường chú lấy bao nhiêu tờ một ngày? Trước á, giờ chập này thì 500, còn trước thì chỉ có 300 thôi. 300 hay 250. Hôm nay là lấy 500 tờ. Ừ. Bởi vì chập chơi này Tết là bán được chứ. À, trời ơi, sách nguyên bạch vậy luôn hả chú? Đúng. Ủa chú không báo, có báo. À chú không có túi đựng hay sao? Đâu. Người ta cho rồi, chú không có đeo. Bởi vì đeo nó không quen cái sách này. À đeo không quen, sách thấy nặng quá. Đeo quay. Dạ. Mua báo thanh niên đó. Dạ. Vâng, báo thanh niên. Dạ. Rồi phố cháu đó. Dạ, ơi chú đi nha. À, bà chú sao? Dạ. Chú Xuyên thì gặp chú nhiều rồi. Hôm nay thấy chú xuống ngay chỗ mà khu vực mà Phước Long B nè, đường 79 tổ 10 quý vị khán giả. À, đây là thuộc thành phố Thủ Đức thì nay thấy chú Xuyên ở đây thì cũng mua cho chú Xuyên nhiều lần lắm rồi, nhưng mà thấy nay chú đi xuống đây thì chú ở cái
phường Trường Thọ thuộc thành phố Thủ Đức á, thì hôm nay là có dịp thấy chú bán ở đây thì ghé mua ủng hộ cho chú. Đó, thì chúc cho chú sức khỏe, chúc cho chú buôn may bán đắt. Chắc một ngày nào đó thì Nhân sẽ gặp lại chú, Nhân sẽ gửi lại cho chú Xuyên ít quà. Tạm biệt chú. Hẹn gặp một chú một ngày gần nhất trước Tết. Qua những hình ảnh vừa rồi thì quý vị cũng đã nghe câu chuyện về chú Xuyên. Năm nay cũng hơn 60 tuổi rồi, còn phải vất vả mưu sinh. Một ngày cũng phải ráng bán cho hết 500 tờ giấy số để mà có tiền mỗi tháng trang trải về tiền ăn uống, là tiền nhà trọ, tiền điện, tiền nước. Thì rất mong là quý khán giả nào ở khu vực và thành phố Thủ Đức, hay là có dịp ở đi ngang khu vực phường Trường Thọ, phường Bình Thọ, phường Hiệp Phú, phường Phước Long A, phường Phước Long B, thuộc quận chính cũ, đây là thành phố Thủ Đức, mà thấy được chú Xuyên đi bán, thì xin mong là quý vị khán giả dừng lại ít phút và mua ủng hộ cho chú vài tờ vé số để mà chú bán hết, để mà chú về nhà nghỉ ngơi, bởi vì lớn tuổi rồi, đi cả ngày rồi, bán từ 6 giờ sáng cho tới 12 giờ đêm cũng rất là vất vả. Quý vị hôm nào bán sớm thì được về nghỉ sớm. Thì rất là mong quý vị khán giả cùng chung tay mà giúp đỡ cho chú Xuyên những tờ vé số. Và cảm ơn quý vị khán giả đã xem. Tôi là Minh Nhân, kênh Đường Phố Sài Gòn. Chào tạm biệt quý vị khán giả nha. Bây giờ tôi lại rong ruổi khắp mọi ngã đường Sài Gòn, tìm những điều thú vị để ghi hình và lại được hầu chuyện cùng mọi người. Nhớ đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chiếc chuông để có thể xem được những độ phim mới nhất từ kênh Đường Phố Sài Gòn nhé. Cảm ơn quý vị, xin chào và hẹn gặp lại.